Để thua không một dù được chơi trên sân nhà lượt về vừa rồi, Tottenham đã chính thức phải dừng hành trình tại cúp Liên đoàn Anh mùa này sau thất bại chung cuộc 0 ba trước Chelsea qua hai lượt trận. Không chỉ gặp khó trong các mục tiêu của mình, những kết quả không tốt như vừa rồi cũng đang dẫn dắt đến lo ngại cho sự bất ổn của Spurs. Từ đó lấy đi niềm tin cho họ ở giai đoạn tiếp theo của mùa giải. Chẳng nói đâu xa, niềm tin và kết quả tích cực cho họ cũng đã bị ảnh hưởng ngay tại vòng đấu cuối tuần này tại giải Ngoại Anh trong trận bi thành London với Arsenal. Tuy vậy thì không hẳn là mọi chuyện đã hoàn toàn tồi tệ với Spurs, bởi vẫn có những tín hiệu tích cực nhất định đang lấy lại niềm tin cho họ lớn nhất cần phải đề cập ở đây chính là yếu tố sân nhà, nơi đang có ảnh hưởng lớn đến thành tích của thầy trò huấn viên Antonio Conte. Cụ thể như ở 4 trận gần nhất đã giúp mang lại 3 chiến thắng, riêng tại giải Hoàng Anh thì cũng giúp thắng tới 4 và hòa 1 sau 5 vòng đấu vừa rồi và góp phần không nhỏ cho vị trí thứ 6 với 33 điểm sau 18 trận như hiện tại. Trong khi đó ở phía đối diện tình hình với Arsenal còn tệ hại hơn nhiều trong quãng thời gian này. Về mặt thành tích đây là quãng thời gian đang chứng kiến nhiều những kết quả không tốt của pháo thủ thành London. Cụ thể đã để thua 2 và chỉ hòa 1 sau 3 trận qua đó cũng ảnh hưởng lớn đến các mục tiêu mà đội bóng này đang theo đuổi. Cụ thể như trận hòa trước Liverpool giữa tuần vừa rồi khiến họ gặp khó trong trận bán kết cúp Liên đoàn Anh. Trước đó cũng bị loại khỏi Cúp FA sau trận thua 0-1 trước Nottingham Forest. Còn tại giải Ngoại Anh, thất bại 0-1 trước Man City đã khiến Arsenal mất cơ hội trở lại top 4 và hiện tại vẫn đang đứng thứ 5 với 35 điểm sau 20 trận cùng khoảng cách 2 điểm. Đáng lo hơn chính là tình hình nhân sự của pháo thủ Thành London khi họ đang thiếu vắng một loạt cái tên quan trọng do bận thi đấu tại Cannes. Chưa kể việc phải làm khách cũng bốn lại một yếu tố đầy bất lợi sau khi chứng kiến thành tích kém cỏi của họ thời gian vừa rồi như 7 trận gần đây đã để thua tới 4 và chỉ có hai chiến thắng chính vì đặc điểm như vậy mà niềm tin lại càng được củng cố hơn cho Tottenham ở trận đấu tới tuy nhiên trái với sự ủng hộ từ chuyên môn diễn biến trên sàn giao dịch châu Á lại quay lưng với Spurs khi nhà cái chỉ xếp họ ở kèo chấp 1 phần tư cùng điểm ăn bỏ sâu rõ ràng với những gì đang có. Mức kèo như vậy là không tương xứng với vị thế của họ, vậy nên đây vẫn chưa hẳn là cái tên đáng trông đợi ở trận đấu tới. Trên phương diện tổng bàn thắng với những trận đấu có tính chất quan trọng như thế này sẽ khó trông đợi vào kịch bản cởi mở với nhiều pha lập công. Phong độ thất thường của các chân sút hai đội thời gian vừa rồi cũng làm củng cố thêm nhận định đó và với mức kèo tài xỉu cũng chỉ được niêm yết khá khiêm tốn là 2/2, ,2. mốc dưới được xem như lựa chọn an toàn hơn. Chốt kèo trực tiếp trước giờ bóng lăn truy cập 1 net